Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường. Thưa quý vị và các bạn, với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh, năm 2020, công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội gắn với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2020. Xử lý những tồn đọng trong lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt được ngành Tài nguyên và Môi trường đề ra. Bên cạnh việc tham mưu các văn bản đề xuất cơ chế đặc thù đối với Lào Cai, cán bộ phòng ban chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với từng cơ sở tiến hành gỡ khó trong từng vấn đề và trong mỗi trường hợp. Câu chuyện tại xã Thái Nguyên, huyện Bảo Thắng là một ví dụ. Giai đoạn 2014 đến nay, do công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, việc mua bán đất đai chuyển nhượng không đăng ký chính quyền địa phương đã khiến việc theo dõi sự biến động về đất không được thường xuyên, ảnh hưởng đến công tác quản lý. Trước thực trạng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng cùng vào cuộc tháo gỡ. Việc rà soát, sao chép, trích lục, thẩm định, thẩm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được phối hợp thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành. Thời gian tới thì phòng tiếp tục tham mưu cho huyện và phối hợp với xã quản lý chặt chẽ cái việc sử dụng đất cũng như sang đất. Tuy nhiên là đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan có hướng dẫn cụ thể chi tiết và có bộ thủ tục hành chính về liên quan đến lĩnh vực cấp phép cho các hộ gia đình và các tổ chức cá nhân để san tạo đất và khai thác đất để san tạo mặt bằng, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân canh tác phát triển kinh tế. Hay như tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát, đã có 8 hộ dân thôn Làng Kim tự ý san đất khi chưa có cấp thẩm quyền cho phép. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phát hiện ra thông báo yêu cầu xã Quang Kim rà soát, sao chép, tích cực thẩm định, thẩm tra hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ trên. Đối với trường hợp này thì chưa có cơ quan chức năng cho phép chủ công ty người ta đổ, mà người ta đã tự ý đổ. Và sau khi phát hiện thì chúng tôi cũng có yêu cầu gia đình và dừng ngay cái hành vi đổ và yêu cầu gia đình là phải hoàn nguyên. Biết đến giờ phút này xã đã lập biên bản xử lý chưa? Báo cáo anh là xã đã mời chú chị Hiền là đại diện của công ty Ngọc Hiền ra làm việc. Tồn đọng về đất đai ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng và xã Quang Kim, huyện Bát Sát chỉ là 2 trong số hàng trăm vụ việc đã được tập trung xử lý trong thời gian qua. Cùng với đó, nhằm đảm bảo chặt chẽ không để xảy ra những hệ lụy về mặt quản lý sau này, ngành Tài nguyên và Môi trường Lào Cai cũng đã tập trung lãnh đạo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các chính sách sát đúng. Sở đã chỉ đạo cấp phòng ban liên quan hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chính các loại đất, xây dựng hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân. Việc giải quyết thường xuyên về cấp thủ tục đất đai cho người dân và doanh nghiệp như giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp, góp vốn được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân làm thủ tục vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ý chí phấn đấu của anh em trong ngành quyết tâm rất cao, đó là cái việc tăng cường cái ý thức phục vụ. Ở đây là phục vụ nhiệm vụ chính trị là ưu tiên số 1, sau đó là phục vụ về doanh nghiệp và người dân khi có cái nội dung yêu cầu để đạt đến ngành Tài nguyên Môi trường phải phối hợp và tháo gỡ. Thì trong đó phải kể đến những cái nội dung mà vướng mắc đã tồn tại kéo dài, đặc biệt là trong cái góc độ quản lý đất đai về xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, đấy, cũng như là cái vướng mắc của các doanh nghiệp trong xây vướng mắc trong giá đất bồi thường tái định cư, rồi là các cái vấn đề mà vướng mắc cần phải có ngành Tài nguyên Môi trường có lúc là vai trò trực tiếp tháo gỡ và có những lúc là cầu nối, thì Sở Tài nguyên vai trò đóng cầu nối này, vai trò là cầu nối là liên hệ với những ngành liên quan và có thể trực tiếp với Bộ Tài nguyên Môi trường để xin chủ trương xử lý, vì trong năm vừa qua thì với tinh thần như vậy đã xử lý được rất nhiều cái tồn tại mà kéo dài nhiều năm, và có những việc thì đã xử lý xong mà có những việc thì cũng đã tạo ra cái cơ sở và cái hướng để xử lý, thì đó là cái mà ngành cảm thấy đạt được nhiều hiệu quả nhất. Không chỉ đất đai mà công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản cũng đã được tăng cường. Việc cấp phép thăm dò khai thác được rà soát chặt chẽ, đảm bảo phù hợp quy hoạch, công khai minh bạch thông qua đấu giá.
Đặc biệt trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các lực lượng chính quyền các địa phương mở các đợt cao điểm chấn chỉnh hoạt động khai thác cát trái phép trên sông suối hoặc lợi dụng cải tạo mặt bằng xây dựng nông thôn mới, san gạt đất trái phép, lợi dụng sự buông lỏng để khai thác mỏ không đúng quy trình. Trong năm 2020, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 tổ chức cá nhân với số tiền hơn 1 tỷ đồng về hành vi chiếm đất. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh truy thu tiền sử dụng đất đối với một tổ chức có chênh lệch về thời điểm sử dụng đất với diện tích 513.653,7 m² trong thời gian là 562 tháng và xử phạt vi phạm hành chính đối với một tổ chức với số tiền 220 triệu đồng. Với những hành động quyết liệt này, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên quốc gia, hạn chế xâm hại môi trường và thất thu ngân sách. Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong suốt thời gian qua, ngành tài nguyên môi trường Lào Cai đã lãnh đạo hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng khác như tham mưu xây dựng chương trình hành động với ứng phó biến đổi khí hậu, tham mưu các chính sách về tăng cường quản lý về tài nguyên và bảo vệ môi trường, hoàn thành đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, tham gia tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh các thủ tục hành chính, chất lượng xử lý thủ tục hành chính đã được nâng lên, số lượng giao dịch tăng, thời gian giải quyết công việc được rút ngắn, các vấn đề giao dịch giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức cá nhân được tiến hành thuận lợi, đúng quy định. Những nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội của tỉnh thời gian qua. Ngành Tài nguyên Môi trường thì rất là rộng. Thực tế thì tất cả các mảng của ngành tài nguyên môi trường thì nó có tính chất kỹ thuật, ba yếu tố kỹ thuật rất là cao, nên cũng không thể coi nhẹ tất cả cái nội dung của mảng nào. Nhưng mà tuy nhiên ở đây cái nội dung mà chúng tôi ngoài cái việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của ngành thì có thể có những cái nhiệm vụ là cần phải dành nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn trong cái quá trình triển khai thực hiện và chỉ đạo triển khai thực hiện. Thì ở đây chúng tôi đang coi trọng nhất đấy là những lĩnh vực hiện nay đang đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội rất lớn, đó là lĩnh vực đất đai. Thì cái việc sử dụng đất đai là cái việc phải tập trung quản lý hiệu quả để sử dụng thực sự hiệu quả nhất cái nguồn tài nguyên đất của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế. Thì trước hết phải cần phải tập trung đẩy mạnh trong cái việc thực hiện cái quy hoạch sử dụng đất. Hiện nay là tỉnh Lào Cai đang chuẩn bị bước vào cái chu kỳ mới trong cái việc quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo và phối hợp với các địa phương và tham mưu cho tỉnh đang xây dựng một cái lộ trình kế hoạch làm rất là bài bản và cái sự rà soát rất kỹ lưỡng để làm sao có được cái kế quy hoạch sử dụng đất và để từ đó xây dựng cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm sử dụng một cách hiệu quả, và cùng với đó là cái việc là quản lý và tăng cường giám sát để làm sao hiệu quả được cái quy hoạch đó. Đối với nội dung mà cũng cần phải quan tâm đến là cái lĩnh vực khoáng sản và môi trường thì cố gắng quản lý và xử lý kịp thời ngay những cái điểm nóng và những cái nội dung và những cái khu vực mà dư luận và người dân đang quan tâm và nó ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng dân cư. Thì cái việc này chúng tôi cũng phải tăng cường, và trong giai đoạn tới đây hiện nay thì cái luật trong cái quy định sửa đổi luật bảo vệ môi trường cũng vừa mới có hiệu lực. Thì đương nhiên chúng tôi phải thực hiện triển khai phổ biến tuyên truyền đến đầy đủ các nội dung này tới chính quyền các địa phương và những người có liên quan để làm sao hiểu được cái tinh thần của cái luật sửa đổi này, cùng nhau phối hợp thực hiện làm sao giải quyết được vấn đề là phát triển kinh tế nhưng mà phải đảm bảo sự bền vững, đó là không ảnh hưởng đến môi trường và không ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. Một năm đã qua với nhiều kết quả đạt được, ngành Tài nguyên và Môi trường Lào Cai được ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật. Nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, bởi tài nguyên và môi trường luôn là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Trong khi phát triển kinh tế phải luôn đi đôi với bảo vệ môi trường như một nguyên tắc của sự phát triển bền vững. Đây là trách nhiệm nặng nề đặt ra cho ngành Tài nguyên và Môi trường Lào Cai trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, mà kết quả thực hiện sẽ được quyết định bởi sự sát đúng của các mục tiêu giải pháp được định ra trong năm tới. Tới đây thời lượng dành cho chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.